Mai mình sẽ tiếp một cái chương trình đèn giao thông mà theo mình nghĩ đây nó sẽ là một cái nhanh nhất mình có thể viết được, và mình viết được một ngôn ngữ mới và mọi người cũng theo dõi nhé. Đầu tiên thì mình sẽ viết một chương trình con, mình sẽ đặt tag trước này, mình sẽ viết một bằng chương trình con ấy, mình chỉ gọi chương trình con ra thôi. Mình sẽ có tang là xanh một, tang một với cách viết này của mình thì bắt buộc mình phải đặt tang đầu tiên. Và mình sẽ viết 10 block đi, mình sẽ add. Mình sẽ viết trong hàng FB. Mình sẽ đặt tên là ban ngày. FB đúng không? Mình đặt là ban ngày. Và mình chọn ngôn ngữ viết là SCN. Đầu tiên thì cũng như chương trình mọi người viết, mình sẽ viết một cái timer Teon, mình đặt là T1. Còn cái gì nhỉ? Cái này của mình sẽ là T1 này. Chấm quy bằng, mình đặt là từng đóng. Mình sẽ viết một cái biến tạm mà input là bt. Kiểu dữ liệu của mình là timer. Và cùng mình sẽ đặt hai cái t1 t2 luôn. Mình sẽ tạm thời mình chỉ đặt thế này thôi, mình không khai thác hết những cái bên trên. Nếu khai thác cái bên trên thì mình sẽ tạo ra những cái công thức mà lập trình cái này nó không nhanh hơn. Nhưng ở bài này mình chỉ nói về cái việc là lập trình một lần thôi, nên mình sẽ không tạo ra cái công thức nó phức tạp hơn. Và mình sẽ đặt ở đây chính là bt đến vừa đặt đúng không ạ. Output mình không dùng, et mình cũng không, và mình dùng là if. Và mình so sánh cái T1 này chấm et, nếu mà nó nhỏ hơn hoặc bằng T1 thì mình có gì, mình có xanh 1 bằng 1, vàng 1 bằng 0, đỏ 1 bằng 0. Mình copy, từ bây giờ chúng ta sẽ copy thôi, mình sẽ nhanh hơn. Bếp xanh 2 bằng 0 đúng không ạ? Sau đó mình sẽ so sánh thêm một điều kiện nữa,
mình dùng một lệnh if này thôi, rồi mình if else t1.met. T lớn hơn T1 và T1 chấm T nhỏ hơn T2 thì xanh bằng không và chuyển vào một nữa, ngoài đỏ hai vẫn sáng. Do mình đặt có hai cái đầu ra đầu vào, thì bây giờ chúng ta cũng phải làm cái khoảng thời gian mà giữa cái giá trị đặt BT trừ đi khoảng thời gian của cái này và cái này, đúng không? Thì nó sẽ ra thời gian của để hiểu rõ hơn nhá. Giờ mình sẽ mình sẽ biết luôn. Các bạn có thể xem lại công thức này nếu các bạn muốn không ạ? Mình copy vào trong này. Nếu T1 lớn hơn T2 lớn hơn hoặc bằng và nhỏ hơn BT trừ đi T2 trừ T1 Ctrl C này Ctrl C Ctrl V đỏ A bằng 0, bây giờ xanh A sẽ bằng 1. Tương tự cái này bằng 0 1 là BT. Đây là T1. T2. Bây giờ mình sẽ đặt cái thời gian giả sử là 10 giây thôi đúng không ạ? Và mình đặt T1 là 4 cái đèn xanh sáng 3 giây, mình đặt T1 là 3. Còn nếu đèn vàng sáng 2 giây thì mình đặt T2 bằng 5 đúng không ạ? Bởi vì ở đây điều kiện của mình là gì? Nó lớn T1 và nhỏ hơn T2 nó bằng đi nên mình nó lớn thôi T2 thì nó sẽ sáng đèn vàng đúng không ạ? Thế nên bây giờ các bạn có ở đây chính là xanh 1 vàng 1 và cả cái này nó chính là đỏ 2 đúng không ạ? Các bạn có cả cái thời gian này, cả cái thời gian này nó là đỏ 1. Bây giờ bạn cần cái thời gian sáng của xanh 2, đỏ là bên xanh đúng không ạ? Và vừa nãy mình đã làm cái BT
Bây giờ mình cần cái đèn xanh là 3 giây, đúng không ạ? Mình bằng. Sáng vàng 2 chính là 2 giây. Thời gian sáng xanh 2 nó chính là 8 trừ 3 còn 5. À 8 trừ 5 còn 3. Đúng không ạ? 8 trừ 5 còn 3. Ngay từ 5 giây đến 8 giây đấy là của xanh 2. Đúng chưa? Mình đặt này. Nó hơn T2 và nhỏ hơn cái hiệu này. Ok, mình hiểu rồi đúng không ạ? Sẵn sẽ gọi là mình test. Giả sử mình đã gọi khi cái mặt 0.0 là một và mình sẽ gọi cái ban ngày. Đặt BT là 10 giây đúng không ạ? T1 là 3 5 giây. Ok, bây giờ mình mô phỏng. Mình nghĩ là khi thành thạo cái ngôn ngữ này thì mọi người sẽ lập trình bài toán đơn giản hơn, những bài logic ngay cả những phép cộng trừ xử lý analog thì mình cũng nghĩ đơn giản hơn. Thì xử lý analog của chúng ta là chúng ta chỉ cho BUC chuyển đổi từ điện áp thôi, từ cái điện áp hay dòng điện sang cái giá trị từ 0 đến 27.667 đúng không, 767 của cái BUC Siemens nó đặt nữa đến như vậy thì mọi người sẽ chia như thế. Ok, thì bắt đầu chúng ta chỉ là thực hiện các phép toán cộng trừ thôi, nhiệt độ thì với cái viết lệnh như SCN thì mọi người sẽ xử lý nó nhanh hơn. Xem. Thế là thấy có điều kiện nó đúng, đúng không? Đúng là sai, có điều kiện. Và để giờ nhìn thấy những đầu ra đầu vào, những đầu ra đèn nó sáng như nào thì mọi người vào view sim gọi ra thôi. Xanh 1, vàng 1, đỏ 1, xanh 2, đỏ 2, vàng 2.
đúng không ạ? Thì đỏ thì xanh không biết vàng không biết xanh thì cái này là đỏ vàng vẫn là đỏ. Ok, mình hôm nay mình giới thiệu với các bạn cách viết chương trình của đèn giao thông nhanh nhất trên USB 7 miền 2. Chúc bạn thành công.